Quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Philadelphia. Thông tin quan trọng về việc bỏ phiếu qua đường bưu điện tại Pennsylvania. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức buộc cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ. Các quan chức bầu cử của tiểu bang và địa phương kêu gọi dân chúng tham gia bỏ phiếu qua đường bưu điện càng sớm càng tốt. Hạn chót để gửi phiếu bầu qua thư là 8 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 2022. Và các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng trong ngày bầu cử. Đạo luật 77 chỉ mới được phê duyệt vào năm 2019, nên bỏ phiếu bằng thư vẫn là điều tương đối mới đối với nhiều cử tri tại Pennsylvania. Các quan chức muốn nhắc nhở dân chúng những chi tiết quan trọng để họ có thể bỏ phiếu đúng cách và hợp lệ. Đây cũng là lần đầu tiên dân chúng tại tiểu bang Pennsylvania có thể bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thời hạn để yêu cầu một lá phiếu gửi qua thư đã kết thúc. Những cử tri không yêu cầu kịp thời sẽ phải bỏ phiếu tại các phòng phiếu, trừ phi họ gặp trường hợp khẩn cấp và cần một lá phiếu vắng mặt khẩn cấp. Những người bị mất lá phiếu gửi qua thư cần liên hệ với bang bầu cử quận của họ, hoặc là họ có thể bỏ phiếu tạm thời tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Cử tri chỉ có thể bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc là gửi qua đường bưu điện, trừ phi họ là người được xếp trong trường hợp ngoại lệ, cần phải liên lạc với bang bầu cử ở nơi cư ngụ để được giúp đỡ. Các cử tri cũng phải theo đúng sự hướng dẫn khi gửi lá phiếu của họ qua đường bưu điện. Bà Lisa Bailey là chủ tịch ủy ban thành phố thông báo, đã có 18 thùng phiếu được đặt tại nhiều địa điểm trong thành phố. Ngoài ra còn có một số đơn vị bỏ phiếu lưu động, kể cả một đơn vị ở sân vận động Lincoln Financial Field vào ngày 6 tháng 11, có đội cổ vũ Eagles và Swift. Có 10 học sinh bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm mặc áo hoodie của học khu Delco. Thưa quý vị, nhà chức trách đang tiến hành điều tra hàng loạt vụ xung đột và ấu đả xảy ra tại trường trung học Academy Park ở Sharon Hill, thuộc quận Delaware, trong cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm mặc áo hoodie. Cuộc biểu tình ôn hòa chống chính sách quy định mới cấm mặc áo hoodie của học khu được tổ chức vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 ngay trong thính phòng của nhà trường. Nhưng càng lúc thì cuộc biểu tình càng mất kiểm soát và xảy ra nhiều vụ xung đột khiến cho ít nhất 10 học sinh bị bắt. Nhà chức trách dự kiến sẽ còn bắt giữ thêm nhiều người khác. Những học sinh bị bắt phải đối diện với nhiều tội danh khác nhau, từ tội danh hành hung nghiêm trọng đến tội danh cố ý gây ra thảm họa. Cảnh sát trong quận có mặt để giải tán những cuộc xung đột xảy ra ở bên trong và bên ngoài khuôn viên nhà trường. Một học sinh tên Randy Baker cho biết, học khu cấm những đứa trẻ thích mặc áo hoodie. Quyết định cấm mặc áo hoodie được học khu phê duyệt trong cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 và có hiệu lực từ thứ Hai ngày 7 tháng 11. Cuộc biểu tình gây xung đột của học sinh đã làm hư hỏng nhiều tài sản bên trong nhà trường. Đài truyền hình Action News đã liên lạc với khu học chánh và trường trung học Academy Park, nhưng chưa có nơi nào trả lời về vấn đề này. Và bắt giữ nghi can Salim Miller. Nhà cảnh sát Philadelphia vừa bắt giữ Salim Miller, 16 tuổi, nghi can thứ tư được cho là có liên quan đến vụ nổ súng gây tử vong vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, gần trường trung học Roxborough. Văn phòng công tố viên quận cáo buộc Miller các tội danh giết người, âm mưu tấn công và nhiều trọng tội khác. Nhà chức trách vẫn đang truy nã Darren Bennington, 16 tuổi, người bị cáo buộc tội danh giết người trong vụ án này. Hồ sơ tại tòa án cho biết Bennington cao 6 foot 3 inch, nặng khoảng 215 pound, tóc đen, mắt nâu. Nơi cuối cùng anh ta cư ngụ thuộc chung cư 2900 trên đường Bembry, Philadelphia. Anh ta được coi là người có vũ trang và nguy hiểm. Trước đó thì có 3 nghi can, Troy Fletcher, 15 tuổi, Yassin Bivins, 21 tuổi và Zahi John, 17 tuổi, thưa quý vị, đã bị bắt. Những nghi can này đã phục kích nổ súng bắn vào học sinh sau khi vừa kết thúc trận thi đấu thể thao giao hữu giữa ba trường học.
gồm có trường trung học Roxborough, trường trung học Northeast và trường nam sinh Latin Charter. Và sáng qua bạn tin nói về sáng chế bộ lọc nước từ máy in 3D giúp cho thị trấn Jackson tại Mississippi. Các học sinh thuộc trường trung học Imhotep Charter School ở Germantown, Philadelphia đã thể hiện tinh thần tương trợ những cư dân gặp khó khăn trong việc lọc nước bằng cách sáng chế và sản xuất bộ lọc nước bằng máy in 3D. Đây là một phần dự án trong kế hoạch nghiên cứu STEM của họ. Những thiết bị này được gửi đến Jackson, Mississippi, giúp kiểm tra nước ô nhiễm trong cộng đồng. Thời gian vừa qua, những trận lũ lụt gây thiệt hại đến cơ sở hạ tầng cung cấp nước vốn đã eo uột, yếu ớt của thị trấn Jackson đã khiến cho hàng ngàn người không có nước sạch để sử dụng. Các tình nguyện viên của trường Imhotep cũng hướng dẫn các học sinh khác tại học viện dự bị Ambition ở Jackson về cách điều hành và sử dụng máy in 3D. Trường Imhotep cũng tặng một trong số những máy in của họ cho học viện Ambition để học viện tiếp tục dự án của riêng họ. STEM là một thuật ngữ được sử dụng để liên kết và nói đến các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, đồng thời đề cập đến chính sách giáo dục hoặc các lựa chọn chương trình giảng dạy trong trường học. Và STEM bao gồm các môn học, khoa học xã hội, chẳng hạn như tâm lý học, xã hội học, kinh tế học và khoa học chính trị. Tại Hoa Kỳ, các tổ chức này thường bao gồm Quỹ Khoa học Quốc gia nhằm giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến khoa học và những khám phá mới trong khoa học, vì những điều này ảnh hưởng đến sự phát triển, nghiên cứu và đổi mới. Và thưa quý vị, các khách sạn ở Philadelphia đầy khách trong mùa thi đấu World Series. Những trận thi đấu World Series được tổ chức tại Philadelphia đã giúp ngành ẩm thực và khách sạn tại các thành phố đặc biệt gia tăng trong thời gian này. Hầu như tất cả mọi phòng trọ, nhà nghỉ đều kín chỗ vì số lượng lớn du khách ở khắp nơi đến để xem các cuộc đội bóng chày thi tài. Cụ thể là Casino and Hotel ở South Philadelphia đang gia tăng gấp đôi công việc kinh doanh của họ. Mưa to gió lớn khiến trận thi đấu vào tối thứ Hai ngày 1 tháng 11 giữa đội Phillies và đội Houston phải đình hoãn, đồng thời cũng khiến du khách phải hủy bỏ những chuyến bay trở về nhà và phải đặt thêm một đêm khác tại khách sạn hoặc phải chuyển đổi đến một khách sạn nhỏ ít tiền hơn. Một người hâm mộ là sinh viên Thomas Rose của State College thì nói rằng vật giá leo thang, mọi thứ đều đắt đỏ tại thành phố Seattle, nên anh phải tìm một khách sạn hợp với túi tiền để ở lại khi các đội thi đấu đổi thời gian. Theo Hiệp hội Khách sạn Greater Philadelphia, thì số lượng khách hàng đặt phòng trước đã tăng hơn 20% nhờ sự kiện World Series. Và các khách sạn tại thành phố Seattle hầu như đều đầy du khách. Tỷ lệ đặt phòng đã lên đến hơn 90%. Họ phải giới thiệu khách đến các khách sạn ở những địa phương khác. Các trận thi đấu vào tối thứ Năm ngày 3 tháng 11 khiến cho tiệm bánh Tamini Brothers ở South Philadelphia rất bận rộn. Họ phải làm thêm 20% số bánh nướng theo chủ đề Phillies so với kế hoạch ban đầu. Bà Jackie Brownman, giám đốc điều hành của Tamini Brothers cho biết, nhân viên của họ làm bánh luôn tay không ngưng nghỉ. Mỗi ngày họ bán từ 200 đến 250 chiếc bánh, trong khi có rất nhiều đơn đặt hàng trước. Việc giữ cho các thương nghiệp luôn có đầy đủ hàng và tìm kiếm đầy đủ nhân viên phục vụ trở thành sự thi đua của các chủ nhân và các giám đốc điều hành. Mặc dù khó khăn nhưng mọi người đều vui mừng vì đây là dịp tốt để nền kinh tế tại Philadelphia phát triển.